Phải không anh? Nằm đây chưa? Không. Sao đỡ chưa? Được đẹp nè. Ở đây mới đỡ. Nói còn sốt. Còn nó còn sốt với đầu hay sao vậy không? Dạ. Còn sốt với đầu hả? Ờ. Mà Dượng bị sao mà Dượng nhập viện chứ? Đâu ấy. Dượng ối đó, ối ở màu đen. Ở màu đen hả? Ờ. Rồi hôm nay nó có xét nghiệm cho Dượng không? Có. Rồi hôm nay rồi có nói là bị sao không? Đây bệnh viện nó còn chưa để kết quả nữa đó. À, còn đợi kết quả hả? Ờ, kết quả bệnh viện ở đây đây á. À. Bệnh viện Nguyễn Chiểu lấy rồi. Coi như là Dượng nằm Nguyễn Chiểu mấy bữa? 4 bữa. 4 bữa hả? Ờ. Rồi qua đây mới qua đây 2 bữa hay gì? Ờ, qua bữa đi bữa thứ 5. À. 2 bữa. Nguyễn Chiểu Dượng thấy nó không ổn rồi sao? Vì chốt hoài mà chưa xuống đó có làm gì đó, nó cho viên sủi uống rồi cái sốt xuống cái đặc thủy cho viên sủi rồi sao? Chứ không có điều trị gì chứ. Ờ. Kỳ trời. Bà Dượng hôm nay Dượng ăn uống rồi được không? Bữa ăn cháo. Ăn cháo rồi hả? Giờ bệnh hoạn cũng biết được. Kỳ Kỳ qua đây nè với rồi. Vậy giờ Kỳ Kỳ về đây nuôi Dượng hả? Thì em ở đây nuôi. Rồi bữa giờ đi làm tránh luôn đỡ không? Em suy nghĩ nay nuôi ba với mẹ nè. Ừ. Giờ ở đây vậy rồi chị Năm bệnh mình hả? Tôi xin nghĩ gì rồi coi có thể cho không? Cho. Mới nghĩ nuôi bệnh mà cho. Ừ. Nuôi bệnh vậy cái đâu có lương hả? Nghĩ không có lương. Không lương. Rồi chị Năm vậy rồi chị Năm bên kia thì bỏ vậy rồi sao chị Năm chỉ có biết cái gì không? Em nhờ người mua đồ ăn em giùm. Ừ. Tiêu tiểu thì tự làm được. Rồi hôm qua anh kia nghe nói có 10 người nuôi hay sao vậy Năm? Có không? Bữa nay em mệt có thì mướn dưỡng luôn phụ. À. Chứ giờ đó thì mẹ cha vậy mẹ bên kia. Chị Năm giờ chị biết em không? Biết. Biết. Biết nhưng mà hỏi ra có biết đâu. Hỏi không biết gì Năm biết con không? Biết. Ai? Không biết. Thôi vậy á, làm sao? Biết mà quên rồi. À ừ, đúng rồi. Biết mà giờ quên ai. Đúng rồi. Biết nhưng mà không biết. Ờ. Biết nhưng mà không biết. Đúng rồi. Ừ. Là có 2 giường hay nè. Ờ, có thể có 2 giường rồi. Ở bên đây nó có gì bảo hiểm bao nhiêu Năm không? Từ có gì bảo hiểm không? Có. Bởi vì nó buông nghi rồi có gì bảo hiểm mà sao không có gì bảo hiểm được? Có. Ở đông chạy bảo hiểm tới á. Ừ, bệnh viện Nam ơi. Hồi năm rồi thì trong đó chi bệnh viện 115 không? Dạ. Đúng chạy bảo hiểm á. Đóng 30% với nhiêu? Thì đó. Cấp đó đóng lâu rồi đó nha. Bệnh viện nào cũng có chứ không ít thì nhiều, không nhiều thì ít thôi. Nó cũng lấy có 30% với nhiêu? Ừ. Có gì? Lớp mình 70%. Rồi Dượng vô đây là được mấy ngày? Như 2 ngày á. 2 ngày rồi vô ngày vô là thuốc nhiều không vậy Năm? Vô nước biển nhiều à? Ừ. Vô bằng gì? Vô nước biển nhiều hả? Ờ. Qua đây Dượng còn sốt không? Còn. Rồi có bác sĩ có lấy máu rồi đi xét nghiệm rồi siêu âm này cái gì không? Có. Làm hết tơ rồi. Làm hết rồi có kết quả chưa? Chưa. Chúng ta còn để đỡ đó. Coi đó. Rồi sáng giờ bác sĩ có xuống khám không? Có. Rồi có hỏi thăm là bị gì không vậy đâu? Nó chốt cái đó để thuốc nữa rồi. Sáng giờ mới lấy máu đó là lấy cứ kết quả rồi nói cho hay để đánh lên. Ừ, hỏi thử coi là tình hình sao. Hỏi đi biết chứ gì trơn nó chứ để cái này là nó hành được sốt với đầu hả? Có nghĩa là ngày đầu tiên là bị ra máu, ối ra máu hả? Thì bác có nằm rồi bên bệnh viện không? Ôi bác tị rồi thấy mới có lẽ lắm. Từ ở nhà là chuẩn bị cái gì? Bị ối. À ối ra máu. Ối cái này hồ lùi à. Gì ghê vậy? Ừ. Máu đen luôn hả? Ờ biết đen gì đen hồ lùi nhiều không Dượng? Nhiều à, như cà phê vậy. Trời ơi. Rồi cái gì Năm nó đậm già. cái gì là gì đó, mấy cái đội mấy điện kỳ mấy đưa cho Kỳ coi, và cái Kỳ kia thôi cho đi làm việc đi. Dạ. Rồi đi về mấy cây đuôi. Mà ối một lần hay làm nhiều lần? Ối là một cái già thôi à. Nhiều không? Là khoảng chừng 1 ly vậy hả? Nhiều à. Cái gì ghê vậy? Trời ơi. Ở nhiều à. Gì ghê tay. Rồi mấy làm mấy già. Dạ. Làm đứng về đứa mua thuốc, đứa uống là đứa nó có gì nó mệt à, bắt đầu nó rồi mệt. Có là nó ấu xong nó mệt. Ông á chưa ấu nó mệt. Mệt rồi. Mệt cái hồ xem đi đi mua thuốc nhiều. Cái trị vài ngày thấy nó đã đỡ. Thấy nó khỏe phát mình lắm. Cái sao cái bữa tối nó vô cái biển sao biết. Nó sốc cái sưng. Sưng tay là. Sưng tay luôn hả? Thì năm cái trời cũng sưng rồi cái sao cái kia nó đòi đây đòi bên đây. Bị sốt. Thành sốt luôn cứ tới cái đây luôn á. Gì ghê vậy? Cái này phải xét nghiệm máu, chụp X-quang này kia xem rồi lục phun của tàn dưỡng bị cái gì. X-quang chụp buổi tối rồi, chụp hồi 7 giờ buổi tối chụp rồi. Chụp X-quang rồi đó. Rồi thấy nghiệm báo nó mới lấy hồi đại lấy nghiệm báo nữa nè. Dạ. Rồi chụp qua hồi tối nó nói là có kết quả đó. Nó giữ còn giữ hết đó. Nhưng mà bác sĩ chưa có nói phải không? Chưa cái con nghĩ là cũng đang theo dõi đó. Bởi tính ra là còn bên Nguyễn Chiểu là 4 ngày mà nó không có điều trị cho dưỡng gì luôn hả? Nó có đi xét nghiệm máu hay này kia? Có, không bị cho bao tử. Nó bị bao tử hả? Rồi cho bao tử. Rồi coi dạ dày mình có gì không á? Lỡ lép gì không á? Rồi bác sĩ nói sao? Thì có kết quả nè, để nó mới đưa cho mình nè. Đâu. Ủa. Đâu có đâu. Chị mới đây đốt tiền rồi. Thầy Dưỡng Năm đây là con rể của ông ngoại nha bà con á. Mẹ phú thứ 3, chị Năm thứ 5. Ở đây là Dưỡng Năm. Cái giấy rồi, cái giấy xét nghiệm Nguyễn Chiểu đâu gì. Bác sĩ nói là bị xuất huyết dạ dày là trong mô tử nó chảy máu. Xuất huyết dạ dày, bao tử chảy máu. Rồi. Chỉ có vậy thôi, là Bến Chiểu á. Dạ, đúng rồi. Nào theo còn ở bên đây là hai bữa nay là bác sĩ cũng đi xét nghiệm rồi nhưng mà chưa có kết quả nữa. Nãy mới lên hỏi nó 10 giờ 15 lên rồi họ nói. Rồi, thôi vậy đi 10 giờ 15 lên đi rồi. Em phải theo dõi, phải hỏi bác sĩ, hỏi coi giờ ba tôi bị cái gì. Để em biết cái tình hình phải không? Để mình biết mình theo dõi mình điều trị. Chứ để đừng có thả lơ này kia là tủ lạnh nó tivi để đồ cho đỡ nha. Gì mình để vô. Mới lạnh nữa nè. Rồi sáng giờ là vô nước biển hay gì đâu? Gati Claru rồi. Đã vô mấy chai rồi vậy nào? 2 chai đó. Đi 2 chai vỏ. Ăn cơm đi Dũng, trưa rồi, ăn cơm đi. Không, nó có không? Gọi mới bên cháu. Rồi. Mới gọi. Chảy máu tiêu hóa không đặc hiệu. Kết luận là viêm dạ dày, sẹo hành tá tràng. Trời ơi. Thì là cái này bị bao tử rồi. Bị bao tử. Bao tử mà sao nó hành sốt với ta vậy là chứng tỏ là trong cơ thể dù nó có cái gì mà hành sốt không phải đơn giản đâu. Có biến chuyển cái gì đó. Giờ còn những đầu không? Còn những đầu nữa hả? Rồi sáng giờ bác sĩ có cho thuốc không? Vô nước biển rồi. Đây nước biển rồi. Vô nước biển chứ chưa cho thuốc hả? Không uống thuốc. Không uống thuốc hả? Giờ không uống thuốc. Giờ dựng cho hết người sao có nóng lạnh gì không? Còn sốt không? Thôi thì còn, khi nó hết thì kia nó còn. Lúc nóng lúc lạnh hả? Bây giờ nó không có gì trơn rồi. Giờ thì bình thường. Bây giờ. Vậy là từ lúc đó tới giờ là nó cứ thất thường hoài vậy ha. Nóng lạnh này kia. Bị chịu rồi, thấy không xong gì tư kêu thôi chuyển qua đây đi. Dì tư kêu chuyển qua đây hả? Thấy không xong rồi. Thì đó bệnh viện bên đó thấy gì cái không biết sao nói. Rồi thấy gì thấy còn sốt quá trời mà cũng đuổi về hôm qua rồi, nếu mà học xong cũng đuổi về rồi. Dạ. Rồi thôi chạy đi qua đây luôn kia rồi. Ừ, thôi qua đây đi hả, điều trị bên đây là 2 ngày rồi hả? Ngày này ngày thứ 3, ngày thứ 2. Ngày thứ 2 hả? Ủa đi qua thứ 5. Và bên đầm sao? Qua đây bữa 10 tây. Ngày 10. À, vậy là 2 ngày. Rồi, sao rồi? Xét nghiệm máu thì máu bình thường, không có gì thường. Chụp X-quang cũng không thấy gì bất thường luôn. Nhưng mà có thể là sốt kéo dài rồi. Do là bác sĩ nói chẩn đoán có thể là bị sốt siêu vi, sốt virus đó. Là bác sĩ nói phải để theo dõi trong vòng 7 ngày. Nếu mà sức đề kháng mạnh á, thì nó sẽ tự hết. Còn nếu sau 7 ngày mà không hết thì bác sĩ chuyển hướng điều trị. Và xét nghiệm máu thì không có thiếu máu và không có nhiễm trùng. Chụp X-quang cũng bình thường luôn. Vì là đang chẩn đoán là có thể là sốt siêu vi. Dạ đúng rồi, sốt siêu vi là nó có triệu chứng là đúng rồi. Sốt hoại vậy đó. Đúng rồi. Đúng. Cái đó bác sĩ nói đúng. À, có thể là sốt siêu vi. Đúng rồi. Với lại sốt siêu vi cũng có biểu hiện là mệt mỏi, da mệt mỏi với lại da nhăn nheo với bị sạm, là do bác sĩ nói là dùng thuốc. Bình thường ở nhà dùng thuốc giảm đau quá nhiều. Không giảm đau có. Bình thường xài ở nhà uống giảm đau quá nhiều, không có liều lượng. Đúng rồi. Cho nên là da dẻ nó hơi nhăn nheo với lại hơi sạm. Đúng rồi. Giờ bác sĩ nói bây giờ nằm lên theo dõi thôi. Bây giờ là ngày thứ 2 rồi, bây giờ chờ 4 ngày nữa để theo dõi. Còn nếu mà sức đề kháng của mình mạnh á thì sốt này nó sẽ tự vượt qua. Lướt luôn. Đúng rồi. Còn không, nếu mà sau 7 ngày thì bác sĩ sẽ chuyển hướng điều trị khác. Giờ do sức đề kháng của Dượng, nếu mà Dượng khỏe thì nó lướt qua, còn nếu không khỏe thì bác sĩ phải can thiệp điều trị. Giờ thì Dượng em nó là mua trái cây bồi dưỡng cho Dượng đỉnh này kia, nhưng mà đừng có ăn no quá, nhớ nha. Bác sĩ dặn là ăn chậm nhai kỹ. Đúng. Thì cái việc mình đang bị tổn thương cái dạ dày. Đúng rồi. Nên là không có ăn nhanh được. Bây giờ tạm thời là không đầy yếu thì cứ ăn cháo. Đúng. Ăn cháo bắt đầu tăng khô lên dần dần, ăn cơm nhão. Tại vì mình đang bị viêm cái dạ dày nên là không có ăn dồn. Không ăn nhiều. Hôm nay dạ dày nó không có làm việc nên là không có dồn cơm vô nhiều quá không được. Đúng rồi. Nói là hiểu liền luôn. Vậy là bác sĩ đang chẩn đoán là sốt siêu vi đấy. Sốt siêu vi, đúng rồi. Còn mấy kia là bình thường hết phải không? Nhưng mà cái bao tử là nó có lét hả? Nhìn vô kết quả nội soi của Nguyễn Đình Chiểu thì bác sĩ nói là bao tử không có chảy máu. Vì máu nó đâu ra? Bác sĩ nó nhìn vô kết quả đó là không phải máu, không có chảy máu. Cái gì đang vui kìa? Đen như cà phê vậy? Đen như cà phê chứ không phải là đỏ hả? Không, có đỏ. Màu đen hả? Cái gì đó là cái gì? Tại vì hồi sáng đưa kết quả nội soi thôi, em có hỏi hồi nãy là có nghiêm trọng không, bác sĩ nói thì để chờ theo dõi thôi. Tại vì tạm thời chẩn đoán là sốt siêu vi nên nó có những cái triệu chứng như bây giờ. Rồi thôi nó vấn đề hiểu rồi, thôi giờ ráng cố gắng vừa tình dưỡng nó vừa năm. Thôi không có tiền mua đây hả, tính mua gì cho con có mua. Tiền mua rồi ăn thấy gì đó rồi ăn. Rồi thôi Dượng ráng cố gắng nha. Cố gắng đây, có gì tụi con điện thoại hoặc là qua thăm ha. Kỳ cũng gắng lo cho ba nha.